Hôm nay thì mình cũng mới chuyển tới cái miếng đất. Đất này hôm bữa thì tình cờ mình làm đằng kia kìa. Thì bác này Lợi thì cũng kêu mình làm, nhưng mà chỉ ít thôi. Mình làm chỉ có vài tiếng thôi. Nhưng mà kể đi, làm ăn mà thì phải có ít có nhiều chứ. Thời điểm này bây giờ kiếm đất lớn cũng khó rồi. Bây giờ mùa mưa cũng đến rồi. Mà giờ thì mình không làm ở đây thì mình cũng đậu à. Thôi thì mình cũng làm kiếm sống qua ngày thôi mà. Chỗ này là cái đường mình lên, chắc dướng nhánh mít này rồi. Mít này chắc mình phá nhánh mít này. Chắc thải 3 tấm dĩ đem lên luôn. Tại vì hôm bữa mình có coi đất rồi đó. Cái đường mà mình ban á, bờ nó hơi nhỏ, đi dĩ cho nó an toàn. Cái bãi này nó cũng hơi hẩm ha. Tí nữa mình sẽ lấy đất khô trong gốc đó, thì mình sẽ kè cái này ra cho nó mô, cho nó bằng lên. Mình lên xe cho nó thuận tiện. Chứ vậy thì mình cấn lên thì cái mũi phà mình nó cách khoảng cỡ thước mấy. Lên thì cũng được, nhưng mà thôi thì mình chạy cho nó kỹ kỹ một chút. Chắc 4 nhánh mít này chắc mình phá hết luôn quá. Tại vì mình gấp dĩ nè. Mà gấp dĩ mà mình dỡ cao quá, tật dĩ cái chết luôn. Quá ra cái bác nói mít sao phá hết vậy mày, cái mình năn nỉ liền chứ biết sao giờ. Vậy chứ cái bãi lên của mình nó rất là quan trọng. Mình lên xe được thì mình mới làm được cái miếng đất. Thì mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Nên thì mình lên là mình phải đảm bảo sự an toàn khoảng cỡ 99% mình mới lên được. Rồi còn phần trăm đó thì trong cái chuyện rủi ro thôi. Mình sợ cái mình thả bằng bằng lại mình thấy tạm tạm liền. Về cái mình thải 3 tấm dĩ lên cái vững rồi.
không? Chứ giờ phải đảo nó mới được cái dây cái cực lắm. Mong chú đỡ phụ đỡ lên. Dạ, nãy giờ đợi bác về chứ. Mời không có tao mềm mà không được sao? Dạ, có chú bác thì dễ hơn. Trời, có gì đâu con. Ê, thôi. Mà chú không dám cắt. Rồi sáng giờ nhậu uống nhiều hả? Gặp Vũ làm chặt gì sáng. Nó có kể lịch trình mày nữa. Dạ. Bạn bè gì đó. Nó giới thiệu cho anh em mừng. Dạ. Con đỡ hai ba cộng lên lượt đi con. Nó là cộng lên lượt luôn. Cái đâu có nhiều cây đó. Ở hai ba cộng lên lượt thì cây chở lên lượt. Đói hết dây đó. Dây đó con hoa đó. Rồi hai cái dây cộng dây thòng với các xà không xài. Mình đỡ lên đó. Nói gì vậy? Rồi gì đó tiện rồi đó. Mình điện này mình cũng không biết sao nói. Ơi chú cầm chú đưa lên. Tổng thể cái miếng đất thì hôm bữa thì anh chủ sáng cuốc trước á, múc cái hầm này thì bác nói thì nó múc tao 2 triệu đó mày ơi. Bữa đó mình hên sao mình lãnh sao mình vô cũng băng hay là 2 triệu luôn. Hôm nay thì mình cũng chia sẻ cái giá thiệt. Nhiều khi mình làm hổm rài mình không có quay clip mình chia sẻ gì cái giá. Thì chuyện làm ăn mà nãy cô chú anh chị thấy thì cái đường lên xe của mình thì lên cũng khá là khó. Thì cái đường bô vô đất nữa. À chắc đây hai khúc bận chắc phải lấy lên nè. Đây khúc bận. Em ban qua bể, này ban làm ruộng mà. À, thôi mình cũng tranh thủ mình làm. Kệ thì làm ít ráng làm chứ sao. Giờ đâu có còn đất mà múc một lần 10 công, mười mấy công như hôm Tết nữa. Nói chung giờ thời điểm này mình có đất làm thì quý lắm mà. Ít nhiều thì mình cũng làm hết á. À, cái đất này thì giá nó chỉ có 2 triệu thôi. Nhưng mà nó cũng... làm thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến mấy bạn mà không trong nghề á,
thì cái giá này làm thì tính ra nó đỡ, chứ không phải là nó làm nó không đỡ đâu. Đỡ nghĩa là mình làm là nó mau hơn, nó mau hơn là cái lúc mà người ta múc. Thì người ta múc, là chỉ có múc có 2 triệu thôi, mà mình vô mình ban 20 rưỡi là hai làm, nhưng mình ban thì nó lẻ rồi. Thì múc thì người ta phải sửa lề đồ nhiều lắm, góc này mình chôn luôn, sửa lề đồ làm lâu. Hồi xưa người ta dám lên xe người ta múc mà có 2 triệu bạc, mà bây giờ mình lên mà mình không có dám làm. Sẵn vừa đi cái mình ban qua cái muốn xong rồi, thì cái này chắc chiều nay rồi, khỏe chút nữa rồi, khỏe rồi. Sẵn đây đi về cái mình ban cho nó bằng với lại cái mặt ruộng luôn, mà kiểu này chắc thiếu đất quá. Làm như lúc trước bắt múc mà múc đất đây bỏ lên cái nền đó hơn nữa hay sao á, thấy cái màu thiếu đất rồi. Mình ban bằng mặt ruộng luôn nè, mà có miếng đất nè. Đôi lúc mà mình có xưng bác là bác, là lý do là bác lớn hơn tuổi hơn cha mình rồi, bác cũng 70 mấy rồi, nên thì mình đâu có nào mình kêu bằng chú được. Mình phải ra đời làm ăn phải tôn trọng người lớn tuổi hơn mình chứ. Rồi vậy là sẵn đây cái mình hạ cái độ cao ở sau lưng mình xuống được, thằng lấy đất truyền lại. Bụt cứng lại, bụt cứng hai đầu dây lại. Rồi cứng rồi, cái mình xỏ cán bọng vô đầu dây. À, bụt bút rồi luôn. Đúng rồi, hai đầu đó cứng lại. Dạ. Rồi, xỏ xỏ vô ông bọng. Xỏ vô. Rồi, xong chưa? Rồi, cái chỗ ngay đít gạo con có cái móc con bắt thấy không? Rồi bắt mà xỏ mà bắt móc con cái cọng dây vô cái móc đó đi. Nè, ngay chỗ cái đít gạo á. Cái đít gạo chứ là ngay cái tay bắt nhìn xuống luôn. Thank you.
thiếu đất rồi. Tại lúc trước mà bác không có nói, do nó lấy hết, mình xin phép là do bác nói cái lời nói của bác thôi. Do lúc trước mà múc rồi lấy hết mớ đất đắp cái chòi đó đó. Giờ bò đẳng mình dời khoảng chừng 10 gạo đất mình thải xuống cho nó đủ hết. Chứ bang mà nó bị trũng rồi sao xả lúa. Thank you.